xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, sở hữu một vùng biển rộng lớn, hợp thành từ nhiều đảo của quần đảo Bà Lụa. Với địa hình núi non trùng điệp, cảnh sắc hữu tình, nơi đây còn được mệnh danh là Hạ Long của đất phương Nam. Từ một xã đảo với nhiều khó khăn chồng chất, nhưng sau 3 năm kể từ khi lưới điện quốc gia về đến, diện mạo của Sơn Hải đã hoàn toàn đổi thay, đời sống vật chất tinh thần người dân nâng lên đáng kể. Cuối năm 2018, Sơn Hải đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã đảo đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Sở hữu hơn 42 hòn đảo lớn nhỏ trong quần đảo Bà Lụa, địa hình bốn bề là biển. Trong phát triển kinh tế xã hội, Sơn Hải tập trung cho mũi nhọn chính là khai thác và nuôi trồng thủy sản. Song song đó, Sơn Hải đẩy mạnh phát triển các dịch vụ hậu cần nghề cá. Và gần đây, xã đảo đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch sinh thái. Xã đảo Sơn Hải có diện tích tự nhiên là 440,2 hectare với 669 hộ, trên 2.500 người, sống rải rác tại 14 hòn đảo lớn nhỏ, thuộc hai ấp là Hòn Heo và Hòn Ngang. Mặc dù có tiềm năng về khai thác và nuôi trồng thủy sản, địa hình và cảnh quan phù hợp cho phát triển du lịch sinh thái, nhưng trong một thời gian dài, Sơn Hải ẩn mình, người phương xa ít ai biết đến. Cái mà Sơn Hải thiếu lúc bấy giờ là phương tiện giao thông nối từ đất liền ra đảo, thiếu lưới điện quốc gia, thiếu nước ngọt sử dụng. Những cái thiếu cơ bản này khiến cho Sơn Hải gặp nhiều trở ngại cho quá trình phát triển. Nhưng đó là câu chuyện của Sơn Hải những năm trước đây. Còn hiện tại khi đặt chân đến Sơn Hải, mọi người sẽ bất ngờ trước những sự đổi thay mạnh mẽ của vùng biển đảo này. Khoảng 10 năm trước, khoảng cách từ đất liền ra đảo mặc dù không xa, nhưng phương tiện rất hạn chế. Mỗi ngày chỉ một chuyến tàu ra vào đảo, thời gian ngồi tàu mất đến 2 giờ. Chính quyền thì khuyến khích mở tuyến, nhưng các doanh nghiệp vận tải e dè. Vì vậy, suốt một thời gian dài, người dân gặp trở ngại trong việc đi lại, chính quyền gặp khó khăn trong việc kêu gọi đầu tư, thu hút khách du lịch. Bước đột phá của Sơn Hải phải kể đến từ năm 2017, khi công ty điện lực Kiên Giang, thành viên của tổng công ty điện lực miền Nam, chính thức đóng điện vận hành dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo, với tổng vốn đầu tư gần 45 tỷ đồng. Công trình này đã góp phần tháo gỡ những khó khăn tồn tại bấy lâu nay cho một miền đất đảo. Có điện, nhiều hộ dân mở rộng cơ sở, đóng sửa chữa tàu bè, xây nhà máy nước đá, các cơ sở sơ chế hải sản được hình thành, người dân mạnh dạn mở các cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, phục vụ khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đất đảo trở nên nhộn nhịp, bà con mừng vui, đầu tư mở mang cơ sở kinh doanh, tăng thu nhập, cuộc sống dần khám khá. Giá điện không chỉ rẻ hơn so với trước đây mà dòng điện còn ổn định, người dân chủ động mọi hoạt động trong sản xuất, kinh doanh. Gia đình ông Trịnh Thành Trung ra đảo sinh sống từ năm 1964. Trước đây ông làm nghề biển, hiện nay chuyển sang mở quán giải khát buôn bán. Cuộc sống gia đình sung túc ấm no, nhưng ông Trung vẫn còn nhớ như in những khó khăn trước đây khi xã đảo còn trong cảnh thiếu điện, thiếu nước. Hồi trước nó khó khăn con cái thầy, hồi chưa có điện đó, cũng có điện nhưng mà điện chạy theo giờ thì đời sống dân chúng ta hơi khó khăn chút. Thì muốn mà phát triển rồi như là cái ngành nghề này kia là không có điện là làm không được. Bây giờ có điện thì đời sống bây giờ thấy nó khỏe hơn rất nhiều hơn ngày trước. Cơ sở hạ tầng dần được cải thiện, các doanh nghiệp vận tải cũng đã mạnh dạn đầu tư mở tuyến. Việc đi lại từ đất liền ra đảo giờ đã thuận tiện hơn. Hiện nay mỗi ngày có ít nhất 6 chuyến tàu từ đất liền ra vào đất đảo. Thời gian cũng đã rút ngắn từ 2 giờ xuống còn khoảng 30 phút so với trước. Đánh dấu cho bước phát triển đó, cuối năm 2018, xã đảo Sơn Hải được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt xã đảo khang trang, hộ giàu, hộ khá tăng, hộ nghèo và cận nghèo còn không đáng kể.
Hiện thu nhập bình quân đầu người của người dân đất đảo gần 51 triệu đồng một người một năm. Rất nhiều hộ dân đã xây dựng nhà kiên cố, khang trang, mở rộng các cơ sở dịch vụ, kinh doanh, sản xuất với quyết tâm bám đảo, làm giàu. Theo điều kiện kinh tế đặc thù, Sơn Hải xác định lấy khai thác và nuôi trồng thủy sản là mục tiêu phát triển, trong đó khai thác xa bờ, nuôi cá lồng bè làm trọng tâm. Hiện nay, việc khai thác và nuôi trồng thủy sản của người dân đạt lợi nhuận khá cao. Nghề nuôi cá lồng bè nhuyễn thể phát triển nhanh chóng, đa dạng về đối tượng, tăng nhanh về diện tích. Nghề đánh bắt tăng trưởng về phương tiện, công suất máy, sản lượng khai thác. Dân trên địa bàn ấp Hồng Heo thì nói chung ổn. Hộ hợp thả đánh bắt một hợp tác xã thì nuôi trồng thủy sản, đánh bắt ghẹ nè, rồi cào. Cái thứ hai nữa là nuôi cá lồng bè. Bà con mình là tuy là sống ở đảo nhưng vấn đề mà về nó văn hóa xã hội thì tất nhiên là dùng đảo thì nó so với đất liền thì mình sẽ kém hơn rồi. Nhưng mà do cái được sự mà chỉ đạo của đảng ủy, ủy ban dân thì các đoàn thể chúng ta tuyên truyền vận động người dân để thực hiện tốt mấy cái vấn đề, cái lĩnh vực về kinh tế, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng, nói chung là đều ổn. Tính luôn cái địa bàn của xã thì mình đây cũng có năm Hồ Hèo à. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã đảo Sơn Hải, 3 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy hải sản của xã được 4.040 tấn, đạt 27% so với kế hoạch năm. Riêng về khai thác, toàn xã hiện có 206 phương tiện với tổng công suất là 28.094 CV. Tổng sản lượng khai thác được 3.850 tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Còn về nuôi trồng, tổng sản lượng thu hoạch được 190 tấn, đạt 6,33% kế hoạch năm, chủ yếu là nuôi cá lồng bè. Tổng mức luân chuyển hàng hóa dịch vụ trong quý ước tính trên 350 tấn hàng hóa. Mặc dù là đất đảo, nhưng giá cả các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng tương đối ổn định, bảo đảm số lượng phục vụ nhu cầu của người dân. Để ngành du lịch non trẻ của xã đảo phát triển bền vững, chính quyền xã đảo luôn quan tâm phối hợp với các đoàn thể, tuyên truyền vận động bà con, nâng cao dịch vụ du lịch. Từ việc ứng xử văn minh trong giao tiếp đến việc buôn bán hàng, bảo đảm chất lượng, đúng giá niêm yết. Chính vì điều này mà lượng khách du lịch đến với Sơn Hải ổn định. Mặc dù những tháng đầu năm 2020 ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng trong 3 tháng đầu năm nay, Sơn Hải đón trên 6.600 lượt khách. Tới thì xã Sơn Hải sẽ chú trọng hơn nữa về cái phát triển du lịch. Vì bên cạnh đó thì cái mũi nhọn là phát triển về nuôi trồng thủy sản, khai thác thủy sản gắn với du lịch biển, rồi về cái gắn với du lịch nghỉ dưỡng. Thì khuyến khích bà con là áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cái khai thác, cái nuôi trồng để nâng cao hơn nữa cái hiệu quả, cái năng suất. Thì bên cạnh đó thì đảng bộ cũng như chính quyền dân xã sẽ giữ vững cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, thì hướng tới là phấn đấu là đạt cái nông thôn mới nâng cao. Trong bước phát triển mới, Sơn Hải luôn chú trọng đến việc thực hiện các mặt an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Xã đã sử dụng ngân sách và huy động sự đóng góp của tổ chức cá nhân, kịp thời hỗ trợ cho đối tượng chính sách, các hộ nghèo, hộ khó khăn. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân xã còn phối hợp cùng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi cá lồng bè và mở lớp dạy nuôi cá lồng bè trên biển, nhằm nâng cao việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nuôi trồng thủy sản, góp phần chuyển dịch phương pháp nuôi truyền thống, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Toàn xã đảo hiện có 116 hộ nuôi với 806 lồng. Thấy anh thấy con nước thì suôn sẻ thì mình bằng cái nghề này nói chung ra nó cũng được, cũng có hiệu quả cho kinh tế cho gia đình, với hơn nữa thì cũng có mà mình phát triển đi, cũng như là mình mướn nhân công cũng được một vài người làm với mình nuôi, người ta cũng có được cái cơ sở là làm nuôi thì không có thất thoát thì cũng có lời hoặc 73 trong đó vốn 7 mình lời được 3. Theo sự hướng dẫn của địa phương, chúng tôi đến tham quan các nhà bè nuôi cá và có cuộc trò chuyện với hộ gia đình anh Phạm Văn Thắng, là hộ đầu tiên áp dụng lưới nhuộm theo công nghệ mới. Loại lưới nhuộm này giúp tiết kiệm nhân công, sức người và chi phí vệ sinh cho lưới nuôi bè cá. Bình thường một bè cá sau khoảng 7 ngày sẽ được chà lưới, vệ sinh một lần.
Nhưng khi dùng lưới nhuộm này có thể để được 3-4 tháng hoặc lâu hơn tùy theo môi trường nước. Hơn nữa, công nghệ này còn giúp cho lưới sạch hơn vì tránh sự đóng bám của các vi sinh vật gây hại cho cá, nhưng lại an toàn cho môi trường. Giá thành ban đầu của việc sử dụng lưới nhuộm so với công và chi phí thuê người làm vệ sinh liên tục thì sử dụng lưới nhuộm có hiệu quả hơn rất nhiều. Giờ là mọi người đã ý thức được cái kinh tế biển, là mọi người đang muốn là phấn đấu là làm sao để phát triển, để có những cái công nghệ phụ trợ để làm sao để mình tăng được cái sản lượng lên. Thì chúng tôi đang cung cấp những cái dịch vụ như vậy là nhuộm lưới và cung cấp những máy cho ăn. Như chẳng hạn như là nhuộm lưới này thì lúc trước một người có thể chỉ làm được 4 lồng thôi. Nhưng bây giờ ví dụ mà mình không phải giặt, không phải làm những cái công việc mà khác nữa thì mình có thể nuôi được 10, một người có thể mua được 10 lồng hoặc 12 lồng. Thắng cũng đang rất là hoan nghênh cái công nghệ mới này. Và hiện tại giờ anh đang áp dụng, theo anh nhận biết là con cá ở trong cái lồng mà mình nhuộm, có nhuộm lưới ấy, là nó khỏe, rồi nó ăn uống thì nó cái lượng oxy của nó tốt hơn là những con cá mà ở trong cái lồng mà không nhuộm. Dù là miền đất đảo nhưng giáo dục luôn được chăm lo và có bước phát triển. Chúng tôi đã đến thăm trường phổ thông cơ sở Sơn Hải. Thật vui khi ngôi trường vừa được đầu tư xây dựng khá khang trang. Không dừng lại ở đó, hiện trường tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một số phòng để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Hiện tỷ lệ trẻ mầm non của Sơn Hải đạt chuyên cần gần 99%, tỷ lệ học sinh lên lớp tiểu học và trung học cơ sở đạt hơn 99%. Những năm trước đây thì tình hình đường xá, trường lớp thì nó chưa được khang trang, thì các em chất lượng học sinh cũng không cao. Nhưng mà bắt đầu được quan tâm của các cấp lãnh đạo và được xây dựng cái ngôi trường khang trang thì các em nó cái tình hình bỏ học cũng giảm đi và chất lượng cũng được nâng lên. Điển hình qua các cái hội thi như hội thi khoa học kỹ thuật sáng tạo cho học sinh thì có thầy Kiều hướng dẫn các em thì cũng được bằng khen của Ủy ban dân tỉnh khen trường và cái cá nhân của thầy Kiều và nhóm học sinh ba em cũng được cái bằng khen của Sở Khoa học và tỉnh Kiên Giang đang khen cái bằng khen đó. Thì cũng rất lấy làm vinh hạnh cho cái xã đảo chúng tôi có được các cái thành tích như ngày hôm nay. Có được những đổi thay, những kết quả tích cực đó, tiếp theo đà phát triển, thời gian tới Sơn Hải sẽ đưa vào ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng thủy sản, mở rộng việc liên kết với các cơ quan doanh nghiệp, đưa nguồn giống tốt, thức ăn công nghiệp chất lượng vào nuôi trồng. Sơn Hải sẽ thực hiện quy hoạch các vùng nuôi tập trung, rà soát, đánh giá hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác để sắp xếp kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm dần việc nuôi trồng nhỏ lẻ phân tán. Xã đảo tiếp tục vận động người dân tham gia bám biển, theo đó củng cố duy trì thực hiện công tác nuôi trồng và khai thác. Sơn Hải hôm nay đã thay áo mới với những nét tích cực về chất và lượng. Trong tương lai, chiếc áo ấy sẽ tiếp tục được điểm tô thêm những sắc màu tươi mới từ chính bàn tay và khối óc của những con người vẫn ngày đêm miệt mài bám biển đảo, làm giàu và xây dựng quê hương.